đấy, anh em mà mới chơi là không phải lên đây, biết cái đẹp trước có dễ, chứ mà biết những cái xấu xấu trước là hay bị vồ như cái đấy. Đấy, vườn này trên cao của bác Tám, gọi là bác Tám bánh mì đấy anh em ạ, thưởng lãm. Cái này đi thì mình đi xem này thì sướng hơn là đi triển lãm nhỉ, không biết. Đấy, tuyển chọn kinh người, bây giờ không biết bắt đầu từ đâu, cây đa cũng đẹp. Đấy, trên này yêu không, nhìn này yêu không, ghét nhỉ, quá ghét. Đấy, nhà vườn rộng không, đất thì nhiều lắm mà xây lại không thiết kế để chơi cây. Đấy, nhà thì rất to nhưng mà đấy, dã man mẹ, dã man. Dã man không mẹ, cặp đôi này vừa vặt lá nhìn khó chịu thế nhỉ. Đi lên đây là vô tư nhỉ bác nhỉ. Bắt đầu từ đâu đây các bác? Bác đấy, xin giới thiệu lại với anh em là đến chơi nhà bác Tám bánh mì ở bên Văn Quán, thì anh em thì quay thì để biết thôi chứ còn đừng hỏi giá cả các bác nhá. Đấy, luôn là như vậy các bác nhá. Bác đến chơi cũng là thực tế là cũng tùy đối tượng mới tiếp đấy các bạn. Đấy, là em cứ nói thế các bác nhá, có gì mà thiếu thông tin hay là về số điện thoại của chủ cây thì các bác thông cảm. Đấy, và ai biết rồi thì đến chơi thôi, còn ai chưa biết thì thông cảm, coi như chúng ta ngắm những cái cây đang có ở đây như một cuộc triển lãm đi. Phôi phía đây rất chất lượng thì bác ấy đang ươm đấy thì những cây phôi này thì đều chất lượng cả, nhưng mà thôi ta sẽ quay những cây hoàn thiện của bác ấy, những cây mà đỉnh cao của bonsai miền Bắc này, xanh xi quốc hồn quốc túy của miền Bắc đây, quốc hồn quốc túy miền Bắc này. Nó không gian khá là chật này nè các bác, xem được phần nào. Lần này sao cũng chẳng mang đôi cây đi triển lãm cho anh em nó sướng. Cây nào? Đây, những cây này này. Những họ mang đi 2 cây chứ không? À, 4 cây chứ không? Không, nhưng mà không đem đi quốc oai cây. Ừ. Nó để quốc oai hoàn thiện cây chối quá. Quốc oai bình thường á. Không lọ mang đi chủ phúc của nó thì khắp đất nước gọi điện cho nào. Bây giờ mà để số ở đấy thì mệt lắm. Để số điện thoại ở đấy thì mệt lắm. Nó gọi mất ngủ đấy. Ngủ đấy. Này, có nhìn. Anh chú ạ, cứ trèo lên. Chỗ này thiết kế để chịu được trọng tải. Đấy, cái đôi mười vặt lá nhìn sướng, dễ nhìn. Đấy, xanh quê đây anh ạ. Đấy, chưa. Làng quê là chỉ có xanh quê là đẹp. Đó mà. Nói chung là vừa có nghề lại vừa sưu tầm được chứ là. Ở dưới này là chỉ có dẫm lên được những cái. Thôi, chắc không dám dẫm vào những cái này nhỉ. Đi thoải mái mà. Đi thoải mái. À. Vâng, ý là cây nó có cái xà mà em ấy. Đấy. Chữa nào phải đi được. Vâng. Sợ. Thiệt tạo thì thiệt. Ít rồi. Vâng. Có nhận dạy nghề truyền nhân không? Nhận làm dạy nghề gì? Có nhận là ai làm truyền nhân không? Cây á? Vâng. Dạy là ai? Đây này. Mình là cái gì mà dạy lên thầy giáo cường.
Không, cây giáo cường toàn cây to quá. Cây giáo cường cây ta cũng thích. Cây giáo cường làm theo lối ngày xưa. Cây giáo cường làm cây mẹ mày vượt 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 vượt. Thế lấy bóng thôi. Giáo cường lấy vẽ bóng thôi. Đấy các cụ hợp với các cụ ngày xưa. Bác này là đi trước thời đại. Đấy, như cây quốc tế ấy nhỉ. Quốc tế khi học hỏi đấy. Cây của tao làm theo cây thế giới. Đấy. Thế giới chắc gì đã làm được như này. Mới chơi cây được có mấy năm. Tất cả số cây này là tao làm hết đấy nhá. Vâng, biết mà. Đúng con người tài năng. Đấy. Yêu cái đồi vặt lá này thế. Con này vặt kinh điển. U à. Sướng. Con nào cũng thích. Đấy. À. Mị tết lên là chi dằm các bác nhìn đấy. Chi dằm không có bị lục cục gì cả. Cắt lại sửa, lên màu lại, lại sửa tiếp. Rất nhiều lần. Thích chính trực đấy. Ngay thẳng đoạn hoàng đến mà nó vẫn là phong cách của con người. Đúng rồi. Nhìn cây là không thích. Nhìn cây là biết người đấy. Phong cách là chơi nả lướt là không thích. Sống dẹo dặm nả lướt là thích. Người ta hoàng thích chẳng. Tôn nhưng phải phụ thuộc không gian. Đấy. Biết bắt đầu kêu lùa phong cách là lướt là mình không thích. Lùa đấy. Đây này đẹp, nhưng mà vành tít không có sẹo đâu. Không có sẹo. Con này là 2 tỷ. Con ba thân này là 2 tỷ. Mặt bên này kinh khủng. Kinh điển đấy, mày. Hai tỷ không bán đâu. Có câu chuyện để theo dõi. Đấy. Con này tao mua của 9 triệu. Một cây được 3 năm rồi này. Một cây thì tao cắt ra tao lấy đúng khúc giữa của một cái mầm nào tao nuôi nó làm đấy. Tao mua một cây 9 triệu tao cắt ra tao hưởng cả cây tao cắt ra tao lấy đúng khúc giữa. Bỏ đầu bỏ đít. Lúc nào mà cứ hỏi Quyến đệ mà xem. Đó, rồi. Quyến từ Tết là sang đây mấy lần rồi anh? Chưa sang. Quyến dạo này đang chịu khó bắt phôi để nói gót anh ấy. Hả? Đang bây giờ đang chịu khó bắt phôi để nói gót anh ấy nhưng mà khó lắm. Bắt phôi để bắt chiếc anh ấy. Đấy. Bắt chiếc chiếu người ta ấy, mỗi người ta xây dựng lên một mối cây. Ý là đang theo cái phong cách của anh là nhốt hết xong rồi để làm thành tác phẩm đấy. Đấy, đến là cứ phải tận mắt có sản phẩm này mới thuyết phục đúng không? Ở đâu ạ? À, dưới này thì... Đấy, dưới cái tượng đài Tổ quốc ghi công ở chỗ cái ao trong văn quán này. Đấy. Kia kìa. Dã man không ngàn. Đi lại nó hơi khó mà mình sợ mình đụng vào cây thì này đó. Chính trực ngay thẳng. Năm điểm chị. Con này chơi sau này cũng đẳng cấp. Con này mà về lùi bóc lên một thời gian nữa. Con này chơi cũng đẳng cấp. Càng chơi con này càng đẹp. Vì cái loại cây như này này. Sau này nhiều hút. Nhiều hút người làm được. Đúng rồi. Xong rồi nào.
con này bây giờ thì 4-5 tháng. Nếu mà cái đội mà bây giờ mà lấy bóng để bán nhanh thì xong rồi. À, lấy bóng bán nhanh thì xong rồi. Con này nuôi thêm được một thời gian nữa xong rồi cắt lên đây bắt đầu chuyển. Và bên dưới này con xong. Mà làm kỹ là phải dăm nó phải được như thế này này. Làm kỹ như này thì không mà mày cũng phải đến 3 năm nữa. Nói đi, gọi là làm xong còn đấy. Vừa chơi lâu cũng chưa chắc là cắt được như vậy. Chính xác. Nhìn có cái phải đường. Là cắt dăm mà có phải là nhìn cái đường chạy của dăm này anh, không có lá nhưng mà đầy hết cả bóng rồi. Sướng. Nhìn đây chả muốn đi triển lãm chơi đi. Triển lãm nhỏ đâu. Triển lãm không có những cái tác phẩm xuất sắc, nó chỉ có nhiều thôi, nó không có. Mà triển lãm thì cũng có là các bác mang ra nhưng mà mỗi bác chỉ mang 1-2 cây đâm ra là ít được xem. Lấy đâu ra nó ăn nhiều cây đẹp. Thế. Không có. Lấy đâu ra. Đào ra. Con bá thân này đằng sau mới kinh điển. Điển mặt à. Bên mới ác. Mặt khổ, bên nữa. Khẩu độ nhìn sướng nhỉ, mới vẽ răm mới biết này. Quá. Wow. Quay mặt bên này nhìn kinh điển. Con này là con điền đấy bác nhỉ. Điền này. Nhìn khó chịu nhỉ. Úi giời. Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn. Ôi giời ơi. Con này con nào? Con đấy thì chưa có ý định bán, nhưng con đấy bán chắc nó cũng chỉ độ tầm giữa, tầm 150 đổ lại. 150. Bình thường hơn 150 đổ lại chưa muốn bán gì. Những các cái cây nó lùn như thế này hiếm có. Hiếm có. Nếu mà để phân bố nó đều như thế nó hiếm. Còn thiếu thì cây lùn nó đi nó nguệch ngoạc. Thế ra thì kể cả như con này này chơi là con này mình đến lại bồ đề cũng làm được như thế này cũng giỏi. Cầm đi cấp đẳng cấp. À, đây là vít thôi, đây là vít chứ phải co kẹp vít xuống. Cái nào nó mỏng lên thì phải vít xuống. Chứ có phải là làm nhanh để thương mại đâu mà ấy đúng không? Đây là vít làm xuống kỹ, làm kỹ ngay từ những cái nhịp đầu tiên. Vít xuống để lấy form của nó chứ có phải là chứ vào dây sau nó đuộn hết. Vào nếu vào dây sau không bao giờ được cái bộ răm như này, không bao giờ, kể cả những cái khẩu đồ không bao giờ được. Vào dây này tháo dây ra cái là một thời gian lại ngoằn ngoèo uốn này. Tất nhiên một số chỗ vẫn phải vào nhưng mà gần như là rất ít. Đi dây sau này tự nó uốn ra hết. Vâng. Sau này nó già nó lại bị dài ra. Không phải nó khỏe cây nên đấy. Là nó uốn lại theo cắt cây là nó không theo mạch máu. Nếu còn cắt này là lại kéo lại cứ rụt. Đi dây là nó cây nó theo vẫn theo mạch máu. Nó lúc nó to nên là nó vẫn uốn. Đấy. Khánh trong này bán cái nhà này rồi đúng không anh nhỉ? Bán rồi, nó đi trước đấy. Đi từ hôm nay. Vâng, thấy mua nhà to lắm rồi. Nhà ở đây có 70m bình thường. 70m thì có nhiều. Nhưng mà ông ấy chơi cây cứ hết lên đấy thì ấy quá nhỉ. Chứ nó chưa chuyển cây đi. Toàn là hàng lâu dài. Nhà nó bỏ ăn mua này có 70m. Trước mặt này tới. Rồi, ok. Dạ các bác, cây đẹp quá. Không chịu được. Quay thêm nữa thì không chịu được. Không chịu được. Rồi, làm thêm nước ạ.